đang có nên farm á, anh em giật xuống giật lên thôi. Đoạn này an toàn thì người ngoài không long sò, còn ai có lệ thì chốt trước em, chốt trước khi ra nếu. Còn hiện tại thì xét theo phân tích kỹ thuật thì H4 đang cho cửa lên, H4 cho cửa lên, M15 đồng này kia cái thứ cũng cho cửa lên, nhưng mà gặp cản khá là nhiều nè, anh em nhìn trên màn hình nè, cản nhiều nè. Đoạn này mình chưa minh tiền nữa, là mình nghĩ là đoạn này nó chỉ hồi thôi, kỳ vọng của mình hồi nó quanh khu vực 6, 7, 8 xong rồi tiếp. Mình thì mình mong 6, 7, 8 nó hồi xong đâm tiếp. Còn ít bữa mà chỉ cần có cái nến D hoặc là nến tuần nào mà đóng dưới 62.000 thì nó đâm ấy, đâm sầm lờ luôn anh em à. Tại vì cái mốc an toàn là cái mốc hôm bữa là cái mốc 64.000, là cái mốc mà chuyển xu hướng nè, cái mốc chỉ xu hướng này nè, em nhớ cái mốc chỉ xu hướng này không, chuyển từ xu hướng giảm điều chỉnh sang xu hướng tăng nè. Nhưng mà bây giờ cái hỗ trợ gần nhất của nó là quanh khu vực 62, 63, mà chỉ cần có đến đêm mà đóng dưới 62 thôi là có chuyện á, có chuyện để xem á. Sáng nay cho anh em Long B, tối qua mình có đón, có dự đoán BC trong đêm qua ở Premium đấy. Nhiều anh em Long được 62.000 mấy kìa, ngon quá trời. Mình ngủ mình không Long được. Đêm qua có cái nến này nè, nến 3 nè, mình ngủ mình không Long được. Sáng nay mình Long được, anh em có Long được, ngày hôm nay có Long được BC. BC sáng nó về 63.750, hình như lệch 20 giá hay sao á. Nhiều anh em có vào trước thì nhiều anh em ăn, mình thì xịt, nhưng mà mình ăn được ETH. Đoạn này nếu giật banh xét á, đừng có vào lệnh nha, ngồi thôi. Anh em nhìn ETH nó nhật, nó giật kìa. Nó giật một phát về 3.100 luôn, xong nó rút lên 3.140 luôn. Nói chung là đoạn này an toàn nhất là ngồi, không vào lệnh, ngồi hết. Tin anh farm này, tin xấu, nói chung là tin xấu hết nha, tin xấu. Nhưng mà nếu mà muốn BTC nó đâm á thì nó phải có vol. Còn hiện tại xét theo mặt phân tích kỹ thuật thì vẫn cho cửa tăng. Bây giờ xét theo mặt phân tích kỹ thuật vẫn cho cửa tăng, tại vì mình đo được là hình như là nó cửa hồi của nó sẽ lên tầm khu vực là 67 tới 68 á. Nói chung là các thông số về mặt phân tích kỹ thuật thì hiện tại mình đang ủng hộ cho cái việc BTC nó sẽ lên test cái vùng cản trên đây này đấy. Tức là lên đây khả năng nó sẽ lấy thành khoản trên này, xong rồi nó sẽ xuống tiếp. Còn khi nào mà BTC gãy dưới 62.000 đến D hồi đến tuần đóng dưới 62.000 thì cái xu hướng tăng này nè, xu hướng tăng này sẽ bị, nó sẽ kết thúc, nó sẽ chuyển thành xu hướng giảm tiếp. Thì anh em lúc đó anh em lại quay đầu sọ. Thì cái đó cái RSI H4 này, hiện tại đang RSI H4 này hình thành mô hình hai đỉnh này, hai đáy này, nhầm, sorry anh em. Anh em thấy không? Hiện tại H4 RSI đang hình thành mô hình hai đáy. Được chưa? Cái vùng cản ở trên này, cái vùng cản mình để này để mình nốt. Đó là mình kỳ vọng là RSI nó sẽ test lên vùng này. Mình kỳ vọng là RSI nó sẽ lên test vùng này và sau đó nó sẽ đâm tiếp hay không á, thì khi đó là nó lên á thì mình sẽ đi tìm entry để mình đánh xuống tiếp. Thì khi mà RSI nó lên vùng này thì mình dự đoán thì BC nó sẽ lên vùng này, lấy thanh khoản mấy cái ông mà sọt ở trên đây nè, cái SL dương ngay đây nè, rồi sau đó nó đâm tiếp. Còn mà nến D mà nó đóng dưới nến D hoặc nến tuần đóng dưới 62.000 thì xu hướng tăng này sẽ kết thúc. Hiện tại các đỉnh đang thấp dần nè anh em. Hiện tại các đỉnh đang thấp dần nè, nến binh 3 ngày hôm nay nến D đóng đẹp mà, nến D đẹp mà, về test lại cái hộp hỗ trợ gần nhất. Lúc chân tạo thành nến binh 3, H4 thì nè, cũng ok. RSI cung D cũng đẹp nè, đang bắt đầu về hồi test hỗ trợ nè. H12 cũng bây giờ hỗ trợ, H4 tạo thành mô hình hai đáy. Nè, H4 tạo thành mô hình hai đáy này. Đây là mình đang có view, mình đang view cho anh em là cửa lên nó sẽ sáng hơn là cái biệt cửa xuống. Đó, đó là những lý do mà tại sao mà mình view đang view lên cho anh em hơn là việc view xuống. Ok cho anh em, đó là một chút tình hình về BC đó.